Chào tất cả anh em xem clip nha. Hôm nay mình mới về một cái dàn áo sơn cho anh Lâm nữa nè, anh Lâm Vĩnh Long. Anh em xem chung nha. Nay mình mới lấy báo rồi luôn anh em ơi, tình sợn. Nói chung là sơn này mình sơn chỗ mới nha, thì nó mắc hơn. Tình trạng sơn thì mình thấy ok đó. Chung là sơn chuẩn á, chuẩn màu xanh nhớt, xanh vỏ dừa này, đúng rồi là xanh vỏ dừa của quay thấy. Bật lên cho anh em coi, để chờ bật đèn led lên nha. Hay là nãy mình lau nước nha, lau nước lại nên nó hơi quặn. Chuẩn á anh em. Rồi tắt đi, quên quay tình trạng cho anh em xem nữa. Đây tình trạng, đây tình trạng bát nha. Này anh Lâm đặt giá cao nên anh em đừng có đòi hỏi gì nha, nói chung là tiền nào của đó thôi anh em ơi. Chung tiền nào của đó thôi. Đồ đèn đẹp chưa, theo xe đó. Và cái dàn áo này hình như là trùng mã hết luôn nè. Tháng tháng 7 tháng 8 năm 99 nè. Mặt nạ. Cái này là do nãy mình có lau nước nha. Nè nè. Nói chung là bị chỗ này nha anh Lâm. Nếu mà cái này là trong quá trình vận chuyển nãy em đem về nè, nãy coi tại chỗ thì không có, nhưng mà này nếu mà anh không chịu thì em đem đi dặm nữa cho. Không có gì đâu. Có bị chỗ này. Đây tháng 8 tháng 9 năm 99 luôn nè. Đẹp nha. Bẩn trong thì mình chưa có gắn cao su. Chút gắn cao su lại mới về, chút gắn cao su cho anh Lâm luôn. Đây anh em coi xem bát nha. Đây. Luôn nè. Bận bên đây. Đó. Chính chính luôn. Đó. Rồi đi vô bổng ngoài. Còn em nói anh Lâm này luôn nha anh Lâm, đây là lần đầu tiên mà chỗ này em sơn nên nó có bị cái cánh bên đây nè, là chảy sơn nhẹ đây nè. Với trên cái mé bên đây nó hơi bị quằn nè. Cái mặt trong thôi nha. Nó bị quằn nè, nếu anh không chịu thì em bắt nó xử lý lại luôn. Tại em thấy mặt ngoài nó làm quá đẹp luôn. Mặt ngoài làm sáng đẹp lắm. Tại cũng gấp quá thì thôi em đem về luôn chứ em không mấy. Rồi nếu anh cần thì em bắt nó xử lý lại hai chỗ này luôn. Một là chỗ này bị chảy, hai là trên này bị quằn, hơi quằn thôi. Chúng nhìn nè. Nhìn đó, quằn nè, thấy không? Nhưng cái này nó nằm mặt trong, khi mà mình lên bẩn nó nằm ở cái này mình không thể để ý, nhưng mà nếu mà anh cần thì em làm lại nha. Có gì anh liên hệ với em nha. Có bị vô đó. Còn ở bẩn bên đây thì nói chung là tình trạng mặt trong thì đẹp á. Ngoài nè bát nè anh em, gấp nè đó. Rồi vô mua rùa đi. Đây chạm bát nè. Cái này là tháng 8 tháng 9 năm 99 luôn. Nói chung cái dàn áo này ngoài cái bẩn cặp bẩn trong này thôi là nó là tháng 3 tháng 4 gì năm 99 đó. Còn tất cả các món còn lại là tháng 8 tháng 9 gì năm 99 luôn nha, là trùng đát luôn nha. Nói chung anh em thương. Còn thì mình thương anh em thôi. Đây. Tháng 9 năm 99 nè. Ba bát chưa gãy luôn nè. Đó. Đồ đẹp hay không là không phải là do mạnh nha, mà là do anh em nha.
Đây, tháng 9 năm 99 luôn nè. Nó có cả bát này. Hai bát này còn nguyên. Đó, còn nguyên. Gì nữa ta? Rồi đi vô miếng này. À, quay mặt trong anh em coi đi, sơn thì bao đẹp rồi. Đó. Này. 599 luôn. Dính luôn, trùng đát hết luôn nha anh em. Trang sơn thì đẹp, bát bát vàng ảo này còn đẹp lắm nha. Gì nữa ta? Cái về trước. Về trước nè. Cái về trước có làm lại cái đuôi nha. Có làm lại cái đuôi này cho anh em nè. Mình có tháng nào đây? Tháng 8 năm 99 luôn, tháng 9, 8 tháng 9. Này có làm lại cái đuôi này nè, đó. Ok. Ok, đó. Nhà áo này do anh Lâm ảnh nhất anh diễn phản cho mình. Diễn phản cũng nhiều. Thứ hai nữa là anh tin tưởng cách ảnh đối xử với mình, nói chung là cũng ok. Anh thôi. Với mà anh đặt dàn áo giá cũng tương đối cao nên mình làm đồ dắt lưỡi như anh thôi. Rồi cảm ơn anh xem clip nha. Anh Lâm có xem được clip thì có hai chỗ này nha. Một là cái mặt nạ nè, nó bị chỗ này nè, chắc nãy đem về cắn rồi á. Với hai là cái bẩn ngoài. Cái trên này nó bị cọn. Còn dưới này thì nó hơi bị chảy sơn nè. Đó. Được thì em nếu mà anh không 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 chấp nhận được thì em làm lại vô nha. Ok, cảm ơn anh em xem clip nha.